quy trình khui thùng và chụp hình nhớ đời cùng iPhone 14 Pro Max sẽ như thế nào? Quá hồi hộp và lo lắng, vào buổi chiều khi lô hàng iPhone 14 Pro Max chính hãng mới vừa xuất kho, mình và vợ mình đã đứng hình vài giây các bạn ạ. Vì số lượng iPhone về lần này nhiều hơn ngoài mong đợi luôn, mình hỏi vợ mình có căng thẳng không, thì vợ mình nói có chút chút hi hi. Cảm xúc của mình lúc này cũng hồi hộp ghê luôn. Vì còn phải tranh thủ sắp xếp iPhone sao cho đẹp nhất có thể để cho ra những bức ảnh tuyệt đẹp, rồi còn kịp giao cho các đại lý và khách hàng thân quen nữa. Nhưng mà ngoài những áp lực, hồi hộp ấy thì mình với vợ mình đã thu hoạch được gì? Sự chuyên nghiệp và chu đáo này đã mang lại sự tin cậy của khách hàng thân thiết dành cho vợ chồng mình, hi hi. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng xem thành quả của hai đứa mình nha.